Và hôm nay tôi rất hân hạnh có mặt trên sân khấu này để hát tặng cho đôi tân lang và tân duy nhân. Cầu chúc cho đôi tân lang và tân duy nhân được sống trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Kính thưa quý vị, một bài hát được mang tên Trở Về Cát Bụi. Không nào, tao mới đám cưới. Không có, cái tựa thôi. Cái tựa thôi chứ cái nội dung nó hay lắm. Giống không? Hay, con là thử là thử. Sống trên đời này, người giàu sang sướng hơn người nghèo khó. Nghèo khó ăn rau, ăn cháo, ăn chè, giàu khó ăn tôm. Mai khi chết rồi, trở về Cát Bụi thì cũng khác nhau xa. Giàu sang khi chết, nó để lại đô la, còn nghèo thì chết già. Có một con chim cu sống cùng một con chim cú. Một ngày nọ, khi con chim cu đang đi kiếm thức ăn về tổ, thì gặp phải một con diều hâu vô cùng hung dữ. Cũng may con chim cú đang đi kiếm thức ăn gần đó, nên đã cứu con chim cu thoát khỏi con diều hâu. Về đến tổ, con chim cu hai mắt rưng rưng và nói: "Cu cảm ơn cú, nhờ có cú cứu cu. Không có cú cứu cu, cu không còn gặp lại cú được nữa." "Cú đâu có cứu cu, cú cứu cu cũng là cú cứu cú mà. Cú cầu cứu nên cú cứu cu, chứ cú đâu có cầu cứu, sao gọi là cú cứu cứu được." "Cú cầu cứu nên cú mới cứu cu, chứ cú cầu cứu thì cu đã cứu cứu rồi." "Mà cuối cùng là cú cứu cu, cu đâu có cứu cứu, thì cú cứu cu cũng như là cú cứu cứu thôi mà. Lần này cú cú cú, lần sau cú cú cú. Chỉ lo cú yếu quá. Lần này cú cú cú, lần sau cú lại cú cú." "Cú khỏe mà. Lần này cú cú cú, lần sau cú cũng cú cú. Cú cầu cú, cú cú cú." Nghe cú nói vậy, con cú cảm động ôm lấy con cú. Con cú cũng ôm chặt con cú. Cả hai đều không ngờ rằng con diều hâu nguy hiểm vẫn còn ở gần đó và nghe hết câu chuyện. Chuyện con chim cú cứu con chim cu. Cái lòng lớn buồn rầu thở dài trong vô vọng. Nó cứ trách sao cái số nó sinh ra đã làm cái lòng, mà chỉ là cái lòng chim chứ không phải là cái lòng đèn, cái lòng bàn hay những cái lòng khác. Cái lòng lớn được treo trên cây cùng với cái lòng nhỏ. Do cái lòng lớn lớn hơn cái lòng nhỏ nên cái lòng nhỏ gọi cái lòng lớn là cái lòng má. Nhưng cái lòng lớn không phải là cái lòng má của cái lòng nhỏ, và cái lòng lớn cũng không biết cái lòng má của cái lòng lớn là cái lòng nào, cái lòng lớn cũng không biết cái lòng má của cái lòng nhỏ là cái lòng nào. Ngày nào cái lòng nhỏ cũng gọi cái lòng lớn là cái lòng má, mặc dù cái lòng lớn cố giải thích cho cái lòng nhỏ hiểu cái lòng lớn không phải là cái lòng má của cái lòng nhỏ, mà cái lòng nhỏ nhất quyết gọi cái lòng lớn là cái lòng má của cái lòng nhỏ. Rồi cái lòng lớn nhìn lên trời cao lòng lộng, nó lòng lộn vì sự ngu dốt của cái lòng nhỏ. Cái lòng nhỏ thấy cái lòng lớn buồn lòng nên bèn tâm sự với cái lòng lớn. "Cái lòng má ơi, cái lòng lớn tính chỉnh lại cái lòng nhỏ là cái lòng lớn chứ cái lòng lớn không phải là cái lòng má của cái lòng nhỏ, nhưng đành thôi." "Cái lòng gì vậy cái lòng má?" "Hey, không có cái lòng gì đâu cái lòng nhỏ, có chuyện gì không cái lòng nhỏ?" "Cái lòng má muốn tâm sự với cái lòng nhỏ hả cái lòng má?" Thì cái lòng lớn đang buồn vì cái lòng nhỏ ngu như cái lòng lợn, lòng lớn nói hoài mà cái lòng nhỏ không có chịu hiểu." "Cái lòng gì mà cái lòng nhỏ ngu như cái lòng lợn, cái lòng má mới ngu như cái lòng lợn á?" "Nè nè, cái lòng lớn không ngu như cái lòng lợn vì cái lòng lớn biết cái lòng lớn không phải là cái lòng má của cái lòng nhỏ, cái lòng lớn không biết cái lòng má của cái lòng lớn là ai, cũng không biết cái lòng má của cái lòng nhỏ là ai." "Nhưng cái lòng nhỏ biết chắc là cái lòng lớn là cái lòng má của cái lòng nhỏ, vì cái lòng lớn lớn hơn cái lòng nhỏ và cái lòng má chắc chắn phải lớn hơn cái lòng nhỏ nên suy ra cái lòng lớn là cái lòng má của cái lòng nhỏ." "Cái lòng lớn lớn hơn cái lòng nhỏ chưa chắc là cái lòng má lớn hơn cái lòng nhỏ, cũng chắc vì cái lòng má lớn hơn cái lòng lớn, như cái lòng lớn lớn hơn cái lòng nhỏ, nhưng cái lòng nhỏ lại là cái lòng má của cái lòng lớn vậy đó." "Chuyện nhà cái lòng lớn thì kệ bà cái lòng lớn, riêng nhà cái lòng mình thì cái lòng lớn lớn hơn cái lòng nhỏ, vì vậy cái lòng lớn là cái lòng má của cái lòng nhỏ." Cái lòng lớn nghe cái lòng nhỏ nói như vậy thì chỉ ước gì có cái lòng má của cái lòng nhỏ ở đây để cho cái lòng nhỏ hiểu. Rồi cái lòng lớn bình tĩnh chỉ tay vào mặt cái lòng nhỏ nói ba chữ: "Cái lòng má." Chuyện cái lòng lớn.
Anh nói tôi là vợ ta, tuy không sanh ra ta, đúng, nhưng có công nuôi nấng ta. À, quần áo ta mặc vợ ta giặt, cơm ta ăn vợ ta nấu. Bởi vậy ta phải có bổn phận coi vợ của ta giống như là mẹ của ta. Mày tầm bả không có đó, tôi nói cho anh nghe chơi thôi. Chứ còn tôi nói cái này là báo hiếu rõ ràng, báo hiếu cho mẹ của ta. Tại vì thường thường câu tục ngữ ca dao của Việt Nam chúng ta thường có câu là trai thời chữ hiếu làm đầu, đúng, gái thời tiết hạnh phao câu cánh mề. Bảy tầm bả không mà. À, không phải mày. Gái thời tiết hạnh là câu trao mình. À, trao mình. Tại nhậu nhiều quá quên. À, anh không nghe ta nói, bên nước ngoài bây giờ câu tục ngữ nó khác. À, người ta thường nói là kính vợ là đắc thọ. Không, kính lão đắc thọ. Không, kính lão là bên kia. Còn giờ qua nước ngoài là nó đổi rồi anh ơi. Người ta phải nói là kính vợ mới đắc thọ. À, sợ vợ mới sống lâu, nể vợ mới bớt u sầu, còn để vợ lên trên đầu là trường sinh bất tử. Đâu muốn ngủ vẫn không thực hiện được đam mê của mình. Buồn, nhìn mặt bất dạy. À, sao mỗi lần nó chửi tôi nó chửi rõ vậy ta? Hí hí gì mày ở trong? À, mày xí hả? À, ừ, cho em hí. Xí tưởng mày chửi tao hí nha. Bây giờ ở như là cái niềm đam mê đó của em á không thực hiện được, hay cho em gửi gắm vô thằng em của em đi. Ủa, có thằng em nữa hả? À, em có thằng em của em. Xí. Ừ, tới thầy xí. Sao thầy? Cái mỏ của thằng em nó giống em không? Không, nó phát âm chuẩn lắm. Phát âm chuẩn phải không? Dạ, chuẩn lắm thầy. Nếu mà như vậy thì được. Dạ, thầy sẽ không bao giờ mà triệt đường sống của người ta. Dạ, kêu em vô đây. Cảm ơn thầy. Em trai à, em trai. Bắt tay cái. Ừ, này là nhà tôi. Ừ, dạ. À, cái tóc em nó bị chó cạp hay sao mà nó kỳ vậy? Tự nhiên. À, tự nhiên hả? Dạ. Ý thằng này nói chuyện rõ quá. Em ơi, sao cái thằng anh em cái môi nó kỳ mà sao em đó. Em hiểu không? Mà nó nói không có được mà nó cứ đòi. Thầy, hí, hí. À, xí, xí hả? Hí. Rồi, em trai của em thầy. Nó rất là thầy, nó chuyện nhỏ lắm. Tên nó còn ấn tượng như em vậy đó. Em tên là Quất Nứng. Nó tên là Quất Đã. Sao anh em này toàn nằm cái khu vực đó không vậy? Quất Đại. Quất Đã. Người ta Quất Đại, ba la Quất Đã ông nội. Mày khó khăn đường nói, mày đi ra bên kia đi để tao tâm sự bên này. Em ơi. Dạ. Sao em ăn nói thuận lợi, em không có vào đây sớm rồi em đưa cái ông nội này vô đây, hiểu không? Mất bao nhiêu thời gian của người ta, một ngày tiếp bao nhiêu học viên, mệt lắm em. Anh lớn. Ừ. Yên lặng đi để anh hỏi thăm em nè. Dạ. Rồi sao? Em yêu âm nhạc như thế nào? Có thể trình bày sơ cho anh biết được không? Phát âm rất là tốt, giọng trầm ấm, tốt. Cho anh biết là cái dòng nhạc em yêu thích là cái dòng nhạc gì? Đó là bô 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 lè 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 rô. Em nói chuyện được không? Ờ. À, sao em? Em yêu âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là như thế nào? Anh cần em nói để anh nghe cái chất giọng của em nha, rồi anh mới biết được anh đào tạo, anh mới đưa em vô những cái dòng nhạc nào nó hợp lý với em. Ừ. Nói đi cưng, em đối với em âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là đam mê. Khoan. Đợi xíu. Hai nãy. Này mình mới nói gì ta? Âm nhạc nói với em là đam mê. Em mới nói luôn hả? Âm nhạc nằm ở trong tim nè. À. Em mê âm nhạc từ nhỏ luôn á. Âm nhạc nói em nằm trong tim nè, trong tim. Em ơi, nó nằm trong tim em nhưng mà bây giờ cái nước miếng nằm trong con mắt anh rồi. Nha, em nói chuyện nó em gói cái khẩu hình lại nó. Nó hơi dằn qua không anh? Sáng mày ăn bún mắm hả mày? Sao nó cộm cộm giống như cái cọng hẹ hả mày? Không có. Cái gì vậy? Ăn gỏi cuốn. Cái cha gì đâu phải. Trời ơi má ơi. Đậu phộng. Nhưng mà em nói em nghe nè. Anh nhạc nói em nè. Không tin em nè. Biết rồi. Dạ. Ok. Dạ. Hiểu rồi. À, ngồi xuống đi em. Ừ. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Ừ. Em ơi,
Vậy nè, mình thí dụ ha, trong cuộc đời mình không phải ai cũng có những cái ngã rẽ cuộc đời, em hiểu không? Đâu phải là mình mê cái nghề nào là mình làm được cái nghề đó đâu, em hiểu không? Bây giờ nói thí dụ thôi nha, anh chỉ nói thí dụ thôi. Em mê âm nhạc nằm ở trong tim nè. Biết rồi má ơi. Em có tên Thánh. Biết rồi, biết rồi. Âm nhạc nằm trong tim mày, tao không có cái nhu cầu coi nội tạng mày đâu. Ngày xưa, ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một lão phú ông. Lão có ba cô con gái tên là cô Lành, cô Chành và cô Bồn. Thấy ba cô đều thích nuôi cá, phú ông sai người đi đến tận xứ Ba Tư mua ba con cá chà bu, chà bờ và chà bạc mang về tặng cho cô Lành, cô Chành và cô Bồn. Cá chà bờ khờ hơn cá chà bu, còn cá chà bu thì ngu hơn cá chà bạc, nên cô Lành dành cá chà bạc, cô Chành dành cá chà bu và cho cô Bồn cá chà bờ. Cô Lành, cô Chành, cô Bồn bỏ chà bu, chà bạc và chà bờ vào chung một cái bồn. Đến một hôm, cá chà bạc suốt ngày đâm vào mặt cá chà bu bị cá chà bạc đâm vào mặt sưng cả mắt, nên cá chà bu 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 vào cá chà bờ, nhờ cá chà bờ sờ sờ cá chà bạc để cá chà bạc nể mặt cá chà bờ không đâm vào mặt cá chà bu. Cá chà bờ thấy cá chà bu 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 vào cá chà bờ và nhờ cá chà bờ sờ sờ cá chà bạc thì cá chà bờ mới sờ sờ cá chà bạc. Cá chà bạc thấy cá chà bờ mặt đã khờ mà cứ sờ cá chà bạc, nên cá chà bạc không đâm vào mặt cá chà bu nữa mà quay sang đâm vào mặt sưng cả mắt cá chà bờ. Cá chà bu, cá chà bờ bị đâm bầm mắt thì cáu gắt nhìn cá chà bạc. Cá chà bu giả ngu để cá chà bạc lơ là rồi đâm bầm một mắt của cá chà bạc. Cá chà bờ chờ cá chà bu đâm cá chà bạc, rồi cá chà bờ cũng giả vờ khờ khờ lao tới đâm cá chà bạc bầm con mắt còn lại. Cô Lành thấy cá chà bờ đâm cá chà bạc thì hụt hặc với cô Bồn rồi lấy cồn nướng cá chà bờ lên ăn. Cô Chành thấy cá chà bu bị bầm mà trong bồn chỉ còn cá chà bu và cá chà bạc thì chặt con cá chà bạc làm 8 khúc. Trong bồn còn mỗi con cá chà bu, cô Bồn thấy mặt cá chà bu thì nhớ cá chà bờ nên cô Bồn tiễn luôn cá chà bu lên bàn thờ. Kỳ lạ thay, sau khi chà bu, chà bạc, chà bờ chết đi, cái bồn nước bỗng nhiên bị ám, in hình ba con chà bu, chà bạc, chà bờ dưới đáy bồn. Cô Lành, cô Chành, cô Bồn thấy vậy hốt hoảng. Lành Chành Bồn bệnh suốt 4 tháng trời chưa bớt. Phú ông thấy Lành Chành Bồn bị bạo bệnh, cho mời thầy lang khắp nơi nhưng không ai chữa nổi. Nhiều người trong làng nghe chuyện Lành Chành Bồn thì khuyên phú ông xóa sạch hình của cá chà bu, cá chà bạc, cá chà bờ trong cái bồn, biết đâu Lành Chành Bồn sẽ hết bệnh. Phú ông sai người ra sức chùi rửa cạo hình chà bu, chà bạc, chà bờ, thậm chí là đốt, nhưng hình của chà bu, chà bạc, chà bờ vẫn còn y nguyên và bệnh tình của Lành Chành Bồn thì ngày càng nặng. Phú ông nhìn ba cô con gái Lành Chành Bồn mà khóc liền 3-4 đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, phú ông thấy con cá chà bụt hiện ra ban cho một cái lá thần. Tỉnh dậy với lá thần của cá chà bụt trong tay, phú ông liền dùng lá giả nhuyễn rồi lau hình cá chà bu, cá chà bạc, cá chà bờ trong cái bồn. Quả nhiên, hình của cá chà bu, cá chà bạc, cá chà bờ biến mất. Lành Chành Bồn cũng bật dậy khỏe khoắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phú ông mừng quá, cảm tạ cá chà bụt, rồi đem xác lá thần gói lại kỹ để lên bàn thờ. Chuyện Lành Chành Bồn và lá thần của cá chà bụt lan truyền khắp nơi. Về sau, dân gian đặt tên cho lá thần là lá chà bồn. Những phú ông, hay còn gọi là đại gia, vẫn còn thờ lá chà bồn cho tới tận bây giờ, và chắc sau này cũng vậy. Chuyện sự tích lá chà bồn đến đây là hết rồi. Đứa nào nghĩ bậy ra đường che cán đó nha. Đứa nào coi không like với xe cũng bị xe cán luôn đó nha. Dữ lắm. Sao hả? Mỹ nó kêu đâu có Michael Tèo được. Nó kêu toàn là Michael Tèo. Được, nghe để đổi tên khác đi. Đổi tên khác tôi nói nghe nè. Bây giờ anh thí dụ như là anh thấy là ca sĩ nè, nổi tiếng toàn là những tên mà đẹp đẹp không à. Thí dụ như là Tuấn Anh nè. Tuấn không? Tuấn Vũ nè. Tuấn nữa. Tuấn Ngọc nè. Vậy tôi Tuấn gì? Tuấn Mã. Tuấn Mã là con ngựa ông nội. Anh giới thiệu tôi hí cho tôi hát gì. Ủa, Tuấn Mã là con ngựa hả? Không được, đổi cái khác đi.
Tuấn Mã đẹp mà. Thôi, lấy họ khác. Họ khác. Họ mới tin luôn một người lấy thôi mà nổi tiếng. Họ gì? Trường Vũ. Đó, ít ra phải vậy. Họ Trường. Tôi Trường gì? Trường học. Trường học hát cho con nít nghe ông nội ơi. Thì bên Tàu nó có thằng Trường học phụ đó, thì anh giờ Trường học thôi. Ê, vậy lấy theo kiểu bên Tàu. À. Ba chữ luôn. Chữ gì? Lưu Đức Hòa. Theo Lưu Đức Hòa. Tôi. Lưu gì? Lưu Đức Bóng. Cái tên kỳ kỳ á. Thì Lưu phải Đức Bóng chứ sao? Người ta này chọn toàn là tên kỳ kỳ không sao đi hát. Tại sao người Kinh cũng có mông như người Mông, người Mông cũng có kinh như người Kinh, trong khi cả hai người đều có kinh và có mông? Vậy tại sao người Mông được cộng điểm thi đại học trong khi người Kinh thì không? Nhưng thực tế là người Kinh thì ai ai cũng có mông, còn người Mông thì không phải ai ai cũng có kinh. Có người có người không. Chỉ 1/2 số người Mông là có kinh. Ngược lại 100% số người Kinh đều có mông. Vì thế số người Kinh có mông nhiều hơn số người Mông có kinh, nên chính sách hưởng ưu đãi điểm cộng cho người Mông là hoàn toàn hợp lý. Từ ngày cô Tấm lấy được hoàng tử, con Cám hận cô Tấm lắm. Mẹ Cám bắt con Cám thay cô Tấm đi mua cám cho heo ăn. Bầy heo của mẹ con Cám đã quen ăn cám của cô Tấm, nên thấy cám của con Cám, bầy heo nhớ cám của cô Tấm. Cô Tấm hay tin bầy heo của mẹ con Cám không ăn cám của con Cám, nên cô Tấm gửi cám của cô Tấm về cho con Cám. Con Cám tức tối vì bầy heo của mẹ con Cám không ăn cám của con Cám mà ăn cám của cô Tấm. Con Cám tìm cách trộn cám của con Cám với cám của cô Tấm, rồi cho bầy heo của mẹ con Cám ăn cám của con Cám trộn với cám của cô Tấm. Bầy heo của mẹ con Cám ngửi thấy mùi cám của con Cám trong cám của cô Tấm, bèn ngồi lựa ra cám của con Cám, ra cám của con Cám, cám của cô Tấm, ra cám của cô Tấm. Sau khi lựa cám của con Cám, ra cám của con Cám, cám của cô Tấm, ra cám của cô Tấm, bầy heo ăn sạch cám của cô Tấm, bỏ cám của con Cám. Con Cám tức tối mét mẹ con Cám chuyện bầy heo của mẹ con Cám không chịu ăn cám của con Cám mà chỉ ăn cám của cô Tấm. Mẹ con Cám ra kế dụ cô Tấm về nhà con Cám cho bầy heo của mẹ con Cám ăn cám của con Cám. Con Cám nghĩ chỉ cô Tấm mới có thể cho bầy heo của mẹ con Cám ăn cám của con Cám, nên chạy đi kêu cô Tấm. Bầy heo của mẹ con Cám thấy cô Tấm cho mình ăn cám của con Cám thì giận luôn cô Tấm. Chúng quyết định không ăn cám của con Cám lẫn cám của cô Tấm. Chuyện con Cám. Con Cám nó giết sạch bầy heo rồi. Sống làm heo trên đời thì người ta cho cái gì ăn cái đó. Đừng có chảnh chó như bầy heo nha. Trời mưa bong bóng phập phồng à. Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Đáp đi. Trả lời nè. Dạ. Con về ở với dì hai để ba có dịp đi qua thăm dì. Gió đưa bụi chuối sau hè à. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Đáp đi. Trời. Vậy mà cũng hỏi dễ trả lời quá nè. Gió đưa bụi chuối sau hè, lỡ thương có chút ai về có con. Nghĩa mẹ ơn thầy, ráng làm rạng mặt nở mày mẹ cha. Đây nè, trả lời nè. Cha già con mọn chơi vơi, cha làm chết mẹ mà con chơi tối ngày. Nói về người nha. Rồi coi, rồi cứ nói coi làm việc người này là nghề nào nghe không. À. Ờ, tay mang cặp táp kè kè à. Ra đường dễn mặt để lè người ta. Đây trả lời. Tay mang cặp táp kè kè, tưởng đâu thứ dữ ai dè giác hơi. Có ai trong nhà không? Tìm ai vậy? Hả? À? Tìm ai? Nay tháng mấy ăn chay? Vậy? Tôi hỏi là anh tìm ai? Không, ở trên đó đi xuống đây bằng xe chứ không có đi máy bay. Vậy cậu sáng sớm đi gặp cùng đi nè. Tôi nói là anh tìm ai? Trời ơi, còn không ta? Cái gì? Trời ơi, quên, tôi bị cái tật lãng tai. Ồ, trời ơi, à, nói lớn quá tụi nghe. Rồi sao? Nói nhỏ cũng không nghe. Chứ sao? Nhiều khi không nói cũng không nghe. Rồi. Bây giờ tôi nói lại nha, tôi vừa nói tôi vừa ra dấu nghe. Nhỏ thôi. Anh, đến đây. À. Tìm ai? Đó, không? Nói nhỏ nhẹ vậy nghe rất rõ ràng. Đó. Tôi ăn cơm rồi. Hả? Trời, khổ ghê vậy đó. Dạ, không phải nữa. Giờ hay là nó đứng xa xa nói mới nghe. Ờ, chắc vậy đó. Anh á. Ờ, sao? À. Tới đây. Tìm vòng. Tìm ai? À, nghe. Vậy nghe liền. À, tôi vô đây tôi xin việc làm. Ờ, rồi phải không? Vậy nghe rồi phải không? Dạ, đứng nghe. Xa là nghe. Xa xa đi, dạ dạ. Dạ, vậy nè. Vậy là coi như anh đọc báo rồi phải không? Trời, đọc kỹ lưỡng mới tới đây đọc chứ. Đọc kỹ lưỡng những cái điều kiện tôi. Rõ ràng rồi. Rồi, dạ. Rồi, đã không?
Yeah. Bây giờ vậy nè, công việc mà tôi ghi trong báo đó, yeah. Anh đòi nhiêu rồi tôi tính. Nhiêu tháng? Ngay tháng trả nhà ngay. Gì? Vậy 1 ngàn. 800. 800. 800. Thôi 500 thôi. 500. Vậy 300. 300. Thôi làm ăn cơm không cũng được. Kiếm việc làm. Tôi nói vậy nè, ý là cái công việc tôi đưa giao cho anh nó hơi khó khăn chút, 1 ngàn là hơi rẻ. Ủa làm công mà gì đâu khó. Không, có nhiều cái nó hơi khúc mắc vậy. Trả 2 ngàn được không? 2 ngàn? Trời ơi, vậy 2 ngàn cỡ nào cũng làm hết. Cỡ nào cũng làm phải không? Nhưng mà vô quan trọng làm gì? Vậy nha, bình thường không có ai á. Thì anh coi như giúp việc trong nhà. Dạ làm công, đó hiểu hiểu. Ví dụ như là có ai tới thì anh phải làm chuyện khác. Dạ làm gì? Làm chồng.